Xin chào các bạn nhé. Hôm nay gia đình mình đi biển các bạn. Đấy. Thì hôm nay mình đến biển thì hơi muộn một chút. Gia đình nhà mình cũng đã cắm trại đây các bạn. Đây là trại rồi, mình đã cắm đây rồi. Đây mình đi sau trại thôi nhanh. Bây giờ đây là trước trại. Đây mọi thứ đồ đạc đã chuẩn bị sẵn hết tất cả đây rồi. Các bạn nhìn đây. Chào các bạn nha. Mình nướng thịt đây, úi giời. Có bóng điện được chưa? Vào đây, tiếp tục con ra đây. Kệ, đó. Có tiết kết được chưa? Thấy chưa? Đấy, gia đình nhà mình vẫn nướng thịt bởi vì thực ra đấy là bên ngoài gió nhiều quá. Nó không nướng được thịt để ăn đâu. Thế ra là mình cho trong đây để cho nó bớt gió để nướng thịt ăn đó. Đói quá. Nên là gia đình đi suốt từ chiều hơn 2 tiếng hổ mới đến đây các bạn. Này, nấm này. Ở ngoài kia này, ở kia có những người ta ấy pháo hoa này. Đấy, pháo hoa. Đây. Và gia đình nhà mình đây. Cái này, tí nữa là pháo hoa. Ở Việt Nam thì pháo hoa không được bắn đâu. Nhưng ở đây là bắn thoải mái này. Mình mua chỗ pháo hoa này là hết 30.000. Tầm khoảng độ là gần 600.000 tiền Việt Nam. Đấy, để bắn pháo hoa các bạn. Đó. Ở đó, con đó, đây. Bắt búa này, đó. Rồi, còn lấy gì trong đây không? Rau lắm đấy. Đây này, mình nhà mình còn phải có một cái bịch này, thịt tiết này, thịt xúc xích này. Xúc xích này, bỏ ra ngoài nhá. Ok, bỏ đây để tí nó không bị hỏng đâu. Rau này sao? Thịt bò này, ấy da. Thịt bò này xích tiết đây mà. Thanh chết thịt bò này. Ăn thịt bò chết. Còn cái gì đó, còn muốn mang gì đó. Này, non nước này. Non nước này bỏ ra đây, để trồng lấy cái này, trồng đẻ, để cái chỗ này. Đây, rau này. Cái đá chưa đấy bỏ đâu. Đó. Trồng đây. Tí nữa nhá. Đó. Cái này cơm hả? Vâng, cơm em vừa mua phải sẵn. không cần đâu tí 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 ra đằng con thấy bố mở cửa tủ ra rồi cuối cùng bố không lấy được ăn rồi bố lấy bia rồi kìa có trong kia mà lấy đá ra anh kìa sẽ phải lấy đá rồi lấy đá này rồi. Đi vào nhé, con đi vào nhé, về sang đây. Đến đây để về sang đây ngồi bố. Mày chân mày thằng sáng rồi. Con mang cả sang đấy, con nó lấy luôn. Thằng kia nó vào. Nhờ em đi. Đây, vào đây. Rồi, xong rồi. Nó còn cái gì đó. Lấm. Lấm quang như là không biết cái bị bằng đây. Thực ra là cái lấm là cái bì nó ăn ngay. Ăn ngay cũng phải rửa đi. Quang là nó sao. Ôi nhà mình chút thì là sao. Đúng rồi đi. Đúng rồi. 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 Hoa đẹp chưa? Đó. Bắn pháo hoa ngay đây luôn. Có tí gia đình nhà mình cũng bắn pháo hoa luôn ở đây. Cho nó vui. Đây, góp phần cho bãi biển nó đông vui. Cứ mỗi lần ra biển là phải bắn pháo hoa. Mình thích nhưng mà giờ mình bắn thôi. Chơi chạy gì bên đây anh? Trời ơi. Đây à, thịt nướng à. Thịt nướng à, đó. Đây là anh này lần đầu tiên anh đi biển cùng gia đình nhà mình. Các fan của anh Bùi Xuân Sơn Lạ nhá. Đó,
gia đình Việt Hàn Quốc đó. Vào cho đá vào chưa? Rất từ sáng giờ, bây giờ mới được bữa cơm vào bụng này. Đấy, bắt cơm ăn luôn. Không, cái mức xa rồi. Ở bên Hàn Quốc này người ta có ông loại bắt cơm là gọi là người ta làm sẵn này. Ôi, cho nó với sóng thì quay là ngon ăn luôn. Ok, cơm rất là dẻo và ngon luôn này. Cơm dẻo ngon rồi. Các bạn, các bạn. Không ai nhiều quá. Mơ luôn á. Mơ luôn cả hát thành tráng này. Việt, cái này này ăn đây con. Không, tụi lên. Đây. Việt ăn thịt heo của Hàn không? Ăn được không? Thịt sẽ xèo đi, đó này, ngon này, tuyệt vời. Ở đây được cái là nó có nhà vệ sinh ngay đây. Thế là mình nhà vệ sinh rất sạch nhé. Ở đây Hàn Quốc thì phải nhà vệ sinh đặc biệt là vệ sinh công cộng luôn đấy. Đã dọn lên thịt rồi. Làm một chút tưởng á. Ăn đi, thì ăn đi. Làm một con nào cũng được nhà đấy. Cho em mời anh cháu, anh cắt cho thằng thịt. Nhà này ăn đồ của bố mẹ được kìa. Anh làm bia đâu? Rõ ràng mình đi lấy bia với cô mà được. Không biết bia đâu. Chán đời thật. Muốn dùng con trên trái. Không, con đi chứ. Anh, mua ở đây đi rồi. Đói quá mải ăn. Ê, uống nước ngọt kìa. Mải ăn luôn không? Thôi, hai người không để ý. Uống nước ngọt kìa. Uống nước ngọt kìa. Đây nữa. Đây nè. Mua hai chai nữa. Đi chụp quá đi em. Được rồi, em. Có cơm rồi. Thôi anh em mình. Rồi chưa? Qua ai có gì dùng cái gì đâu. Rồi, sức khỏe. Sức khỏe nhá. Chúc một mùa đi biển vui vẻ. Vui vẻ. Bố nhà nó anh nhảy nhá. Bối. Đúng rồi, đi uống cái gì? Anh cho mẹ ấy không? Ừ. Mẹ anh, cảm ơn anh. Nè, uống cái đó. Ok. Chúng ta mấy năm trước ấy. Nhà anh ấy thì cứ nhà anh ấy đi đi biển cắm trại hết biển nọ biển kia. Đúng rồi, còn một theo mà. Mỗi tuần cứ một video về biển. Chứ mỗi tuần video về biển. Mà một cứ khóc tuần nào. Ui ui, đâu? Quả mũ mẻ. Không, cái này là con nó bắn mà. Các bạn ạ, bây giờ là gia đình nhà mình cũng đã ăn uống là no lê rồi. Say sưa các bạn, mặt nhìn mặt đỏ rất là hồng hào đẹp đẽ không? Bây giờ gia đình nhà mình đi ra ngoài biển và bắn pháo hoa các bạn. Ôi giời, đi bắn pháo hoa. Ủa chết rồi các bạn ơi. Ra ngoài trời này, nhìn này. Sương mù. Thời tiết hôm nay là mình đi ra ngoài nhưng mà bị sương mù các bạn. Đó, nhưng mà ôi giời, sương mù này á. Ôi giời, tất cả bây giờ là biển trời bao la. Có nghĩa là bây giờ là không còn ai ở cái bãi biển nữa các bạn. Chỉ còn gia đình nhà mình thôi. Đây cái lều các bạn này, lều này. Quay cái lều các bạn xem này. Đó. Bây giờ gia đình nhà mình sẽ bắn pháo hoa. Bắn đi, tôi thích nói chim. Bắn pháo hoa nhá. Bây giờ các bạn đã theo dõi mình. Đây các bạn ạ, bây giờ mình sẽ đi ra ngoài kia mình bắn pháo hoa các bạn. Để cho các bạn xem cuộc sống ở đây như nào. Đó, bây giờ vợ mình đang bắn pháo hoa ấy. Đó.
Sao kia nó bị đổ ngay rất rồi. Được các bạn ạ. À, pháo hoa vui chưa? Rồi, vừa rồi mình bắn pháo hoa cho các bạn xem hết rồi. Thì các bạn có thể hiểu được là như thế nào. À, vẫn còn bắn pháo hoa. Vẫn còn pháo hoa bắn nhỉ. Đây là bãi biển buổi sáng nhá. Thời tiết rất là đẹp. Vai đen. Đen kéo về. Có thể mình đang tắm sẵn đấy. Sáng ngủ dậy, bây giờ ăn mì tôm xong rồi. Rồi. Bây giờ là dọn đồ xong rồi là tí nữa đi đào ngao. Đó. Đó, đi vô phải sẵn. Đêm qua ngủ về trời này là biếu muối này. Đéo. Mấy mình nhìn thấy mấy lốt thật rồi. Đéo mấy mấy bàn muối. Bàn muối bàn đốt thôi rồi, không đáng lẽ phải có cái xịt muối. Mình không trong xe mình không mang gì, không mang ra. Đó. Bây giờ thì chuẩn bị đồ là ra xe rồi xong là đợi nước rút xuống là mình đi đào ngao.많네. 어, 근데요. 네. 저 어느 나라에서 오셨나요? 저요? 네. 어느 나라에서 오셨나요? 베트남. 베트남? 네, 베트남. 아, 베트남. 아. 베트남 자랑 한 번만 해주세요. 네. 베트남 저기 자랑 한 번만. 엄청 크죠? 엄청 크다. 봐봐요. 진짜 크다. 이거 많이 나와요. 많이 나와요. 많이 나와요. 이 정도 괜찮다. 그냥 말 타세요. 고양이 아니냐면 유튜브에다 아니, 너희 좀. 어. 와, 진짜. 요, 요, 이 정도면 엄청 크다. 와, 요. 와, 대박. 저도 한번 해보도록 하겠습니다. 대박사건. 대박사건. 유튜브 얼굴 나가도 돼요? 괜찮으세요? 괜찮아요. 괜찮아요. 네, 알겠습니다. 감사해요. 네. 나온다, 나온다. 와, 네, 여러분들 들으셨나요? 대박사건. 대박사건. 자, 저도 해보도록 하겠습니다. 야, 이건 달 나오는 데를 찾아야 돼요. 자, 네. 여러분들. 많이 계시고 행복하시고. 또 나왔어요. 또 나왔어요 지금? 네, 아니 개미가 계속 나와요. 아, 그 자리네 그러면. 어서 와봐요. 어서 와. 내가 그럴 때가 아니야. 자 아니에요. 오늘 이렇게 하려고요? 이걸로 해야 돼요. 오늘 우리 구독자가 나와요? 우와 개다! 개라고? 개? 아니 우리 구독자분께서 포크와 숟가락으로 이걸로 바지락을 해달라 그래서 자 지금 풀어 왔으니까 자 열심히 한번 해보도록 하겠습니다. 여기 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 좋아 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 잠깐만 이제 이게 매치토랑에서 어 개다 개다 하고 해야 돼요. 이거 다이소에서 이거 아니야 아니야 빨리 유튜브 그만 뭐라 좀 그야 좀 이거 빨리 나와 그럼 야 개를 야 개 물었어 너를 야야야 이거 종환아 이거 정말요, 이야, 정말요, 이야, 이 좋아, 이야, 아, 이야, 야, 야, 나온다, 나온다 드디어, 나왔어요? 나왔지, 나왔지. 너무 작아요, 너무 작아요. 야, 이렇게 주작을 한다. 야, 여러분들, 베트남인이 이게 주작을 합니다. 베트남인이 이게 주작을 해. 이게 말이 돼. 와, 두 개네. 주세요. 잘하셨어요. 이거 있어, 있어요. 뭐야? 여기. 너도 엄마 따라서 지금 주작한 거 아니야? 이런 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 정환이 봐 이런 이쪽 여기 아니야 그 정도야 저는
이제 이동을 해서 정말 네. 제대로 한번 해보도록 하겠습니다. 아, 자, 여러분들 즐겁게 드시고 아, 많이 하세요. 네. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네. 네. 수고하세요. 네. 많이 계세요. 감사합니다. 야, 대박이다. 대박사건. 여러분, 저기 엄마가 지금 투자을 했어. 맞지? 네. 수고하세요. 네, 수고하세요. 많이 힘들어요. 축하 포즈 주세요. 아, 저, 나. Đây này, em đào được con ngao nhưng mà nó lại bị đào đúng vào con ngao này, thành ra nó bị đứt luôn rồi. Đào như đáy vàng này, đào mà mãi không biết con nào này. Quan trọng phải là thần thái. Đây. Độn cả chai cả lọ mới được trong đây các bạn. Sáng giờ mới ngao đào không có từng đấy đấy. Quay vừa đào đấy. Chưa thật đấy. Ông ơi, nó ra suốt rồi, ông đào ở đâu vậy? Đào đâu? Vợ mình giờ kêu mệt đấy các bạn. Muốn đào cho mami vui một tí mà nó mệt quá. Cho bà cái chỗ đi. Thực sự bây giờ là rất là khó khăn rồi. Bởi vì là đào không có. Như năm ngoái mình đào rất là nhiều, nhưng năm nay thì không có. Ôi giời. Ngày nào cũng đào mà. Ngày nào cũng đào luôn chứ. Đây này, các bạn nhìn này, người đào đông như hội. Đó, mấy ai đào đông như hội luôn. Cho nên là đào nhiều quá nó phải hết chứ. Vàng đãi mãi nó phải hết chứ. Lấy đâu ra mà nó sản sinh được nữa. Ôi, anh áo xanh giờ anh kêu mệt rồi đấy, anh chán rồi đấy. Thôi, gia đình mình cũng chuẩn bị ra về rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo nhé. Bye bye. 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 Bye bye.